Đây là bộ phim hoạt hình từng giành chiến thắng ở hạng mục phim hoạt hình xuất sắc nhất tại liên trao giải Oscar năm 2009. Nhân vật chính là một ông lão cô độc, ông thích câu cá ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nơi ông sống là một thành phố đã bị nước biển nhấn chìm, hàng vạn ngôi nhà đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển. Ông lão thức dậy trên chiếc giường nhỏ của mình thì phát hiện sàn nhà đã ngập đầy nước. Xem ra lại phải xây nhà mới rồi. Trên nóc của căn nhà cũ, ông tiếp tục xây lên một ngôi nhà mới. Cứ mỗi lần xây thì diện tích lại nhỏ hơn căn cũ. Sau khi xây xong, ông lão quay lại căn nhà cũ để thu dọn đồ đạc thì không may chiếc tẩu thuốc rơi xuống nước. Mà tẩu thuốc đối với ông là một vật rất quan trọng, vốn dĩ cũng định mua một cái mới, nhưng khi trông thấy bộ đồ lặn thì ông quyết định sẽ tự xuống mò. Nghĩ là làm. Khi ông xuống tầng thứ 3 thì đã trông thấy chiếc tẩu thuốc của mình. Trong lúc nhặt nó lên thì một luồng ký ức bỗng hiện ra. Trước đó cũng chính tại nơi đây, vợ ông cũng từng giúp ông nhặt tẩu thuốc. Ông lại tiếp tục lặn xuống dưới. Ở đây có một chiếc giường nhỏ. Nhìn thấy nó, ông như nhìn thấy vợ mình đã từng nằm đây trong suốt thời gian bị bệnh. Xuống dưới tầng thứ 5, căn phòng này có vẻ rộng hơn. Ở đây đã từng có những người rất quan trọng với ông: vợ, con gái, con rể, cháu ngoại. Lại xuống dưới một tầng nữa. Khi đó, thông qua cánh cửa này, con gái ông dẫn bạn trai về ra mắt. Cũng từ cái bắt tay này mà con gái ông đã gả cho cậu ấy rồi dọn ra ở riêng. Tầng dưới này là tuổi thơ của cô con gái. Khi cô bắt đầu đi học thì đó là lần đầu tiên ông lão xa cô. Rồi ông nhớ lại khi cô con gái còn nhỏ, những khối gỗ nhỏ mà vợ ông từng mua gợi cho ông những ký ức hạnh phúc. Ông lão lặn xuống tầng dưới cùng. Đây là một căn phòng nhỏ trống rỗng. Ông mở cửa bơi ra ngoài và ngẩng đầu lên nhìn căn nhà của mình ngày càng nhỏ lại, cũng giống như những người bên cạnh ông lần lượt rời đi. Ông lão nhìn xung quanh, khi đó thành phố này vẫn chưa bị nước biển nhấn chìm. Ở đây lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ của ông và vợ từ khi còn nhỏ. Hai người cùng xây ngôi nhà đầu tiên và đây là thế giới riêng của họ. Ngôi nhà mà ông xây chỗ to chỗ nhỏ cũng giống như cuộc sống này, có khi đơn giản rồi ngập tràn hạnh phúc, rồi bỗng nhiên lại trở nên đơn điệu. Nếu ký ức của mỗi người rồi sẽ bị nước biển nhấn chìm, cuộc sống không thể lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc. Vậy nên xin hãy trân trọng những gì mình đang có và những người đang ở bên cạnh mình.